Lý Phi y thuật thành công, mang theo giấy nợ đi vào đô thị hồng trần bên trong. Cái gì, tô gia ngươi lại nợ ta một lão bà, để tô uyển làm lão bà cho ta. Được rồi, ta đây liền chấp nhận đi, đã nói ở chung một tháng, không được thì thôi. Tiểu hữu Lý Phi, đây là tranh chữ vương hy chi tôi nợ cậu. Cái gì, tô tự như sinh nhật bà ngoại con, sao mẹ biết bà ngoại con thích tranh chữ? Lý Phi sững sờ đứng tại chỗ, ta thật vất vả mới lấy được tranh chữ, cứ như vậy không còn. Ta đây là đòi nợ, hay là vì tô quyển như ngươi làm công A, lại nhìn Lý Phi như thế nào tại trong đô thị, dựa vào y thuật cùng giấy nợ, đi lên nhân sinh đỉnh phong. Chương 1 Xuất thế Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 02 Bệnh tình tăng thêm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 03 Một triệu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 04 Khoan dung độ lượng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 05 Không có chứng cứ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 06 Một tháng ước hẹn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Anh hùng cứu mỹ nhân Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 08 Không thể uống Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 09 Ba đến bên trong Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Đại hòa lâm đầu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.